Tử vi tuổi Kỷ Mùi 1979, tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Mùi đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt họ thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén. Những người tuổi Kỷ Mùi cũng vậy, họ là những người khéo léo trong giao tiếp, có khả năng trong việc thuyết phục người khác. Tính tình của họ rất thẳng thắn, hài hòa, cởi mở với những người xung quanh. Họ thường sống nội tâm, ít khi chia sẻ những bí mật của mình cho người khác, đặc biệt là những chuyện về tình cảm. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát, cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Kỷ Mùi trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Cô chú tuổi Kỷ Mùi 1979, mệnh Thìn Thụ Hỏa, tính tình cương trực, thẳng thắn, song nói năng đôi khi thiếu suy nghĩ, sẽ mất lòng người khác. Bản chất tốt, không có tâm cơ, cũng chẳng bao giờ có ý làm hại hay đặt bẫy ai. Cô chú luôn sống hết lòng với bạn bè nên có được mối quan hệ rất rộng, được bạn bè yêu mến. Cuộc đời của cô chú tuổi Kỷ Mùi được quý nhân nâng đỡ, tương trợ khá nhiều. Con đường sự nghiệp dường như không gặp phải gì khó khăn. Có thể coi là bình an thuận lợi. Nữ mệnh tính tình hiền dịu, là mẫu dâu hiền, vợ thảo điển hình. Họ thường là người có phúc tướng, vượng phu ích tử, được nhiều người yêu thương. Có điều cô chú tuổi Kỷ Mùi đôi khi tâm trạng thất thường, dễ nổi nóng, nên sửa đổi điều này để trở nên hoàn thiện hơn. Sức khỏe có kém thì chủ yếu là do áp lực quá lớn khiến cho tinh thần căng thẳng. Bản mệnh nên học cách thả lỏng mình, có thể đi du lịch để giải tỏa bớt áp lực, lấy lại tinh thần rồi quay lại cuộc sống bình thường. Kỷ âm thổ gặp ất âm mộc nên được gọi là thiên tài, nghĩa là bị thần khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Kỷ Mùi sẽ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên cần chú ý, cẩn thận xảy ra những tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận, có thể dẫn tới chia tay. Các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Vào tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu 2021, tuổi Kỷ Mùi sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo đánh giá cao những nỗ lực của cô chú. Vì vậy, tháng này, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Đặc biệt, trong năm 2021, cô chú tuổi Kỷ Mùi nằm trong bộ tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hứa họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không được may mắn trong năm. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Kỷ Mùi nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi. Để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy.
Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của cô chú tuổi Kỷ Mùi trong tháng 6 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Tử vi tháng 6 âm lịch của gia chủ tuổi Kỷ Mùi cho thấy xem chừng sự nghiệp vẫn chưa có được sự khởi sắc hay đi lên. Tháng này có thể cô chú sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Cô chú nên tập trung vào các công việc nhỏ nhưng chất lượng, không nên tham lam, ôm đồm quá nhiều việc. Vì vậy, nếu như gia chủ tuổi Kỷ Mùi không muốn bao nhiêu công sức của mình phấn đấu bấy lâu nay bị đổ sông, đổ bể, thì cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình. Đừng để bản thân cứ mãi trở dài trong sai lầm mà không lấy lại được phong độ ban đầu. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho cô chú tuổi Kỷ Mùi, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Trong tháng, cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Cô chú tuổi Kỷ Mùi nếu không biết cân đong, đo đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách, thì tiền vào túi rồi lại đi ra. Có kiếm được nhiều hơn thì cũng sẽ cháy túi. Nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì đến với mình. Gia chủ cần phải lập kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không thích đáng. Cần phải nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mình mà về sau lại phải hối hận. Chính vì vậy, để có thể kích hoạt tài lộc, vận may trong thời gian này, thầy Phong Thủy khuyên gia chủ tuổi Kỷ Mùi hãy mang bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí, nghênh đón quý nhân tương trợ cho cô chủ trong công việc, làm ăn và kinh doanh. Từ đó mọi việc sẽ được hanh thông, thuận lợi và thành công, áp lực kinh tế sẽ được giảm bớt. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Theo tử vi năm 2021, tháng 6 âm lịch, chuyện tình cảm của cô chú tuổi Kỷ Mùi bình thường, không khởi sắc nhưng cũng không quá ảm đạm. Cô chú vốn là người có cá tính mạnh, sống rất đơn thuần. Cô chú là kiểu người thích hành động hơn lời nói và thường làm những điều gì mình cho là đúng. Trong tình yêu, cô chú là kiểu người hơi bất cần và liều nên khiến đối phương phải tò mò tìm hiểu về mình. Bản mệnh đang cồn cào quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc. Dù cô chú có muốn quan tâm cho gia đình thì có khi cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho cô chú tuổi Kỷ Mùi sẽ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Cô chú nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình vợ, chồng để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm, đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ, hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo. Đặc biệt trong thời điểm này, thầy Phong Thủy khuyên cô chú tuổi Kỷ Mùi hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời giúp những cô chú đang độc thân sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Cô chú tuổi Kỷ Mùi may mắn không gặp phải các bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, do phải suy nghĩ quá nhiều, tinh thần mệt mỏi, sẽ bị đau đầu, mất tập trung. Tử vi tháng này cho rằng tháng 6 âm lịch có thể một số việc ngoài ý muốn xảy ra nếu cô chú tuổi Kỷ Mùi không cẩn thận. Đây là điểm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, cô chú không được làm quá sức, khiến khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành xa, cũng phải cẩn trọng. Nếu có thể, thì nên để người khác cầm tay lại. Để tinh thần ổn hơn, bản mệnh nên dành thời gian cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, cô chú cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Cô chú tuổi Kỷ Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo.
Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của cô chú Kỷ Mùi. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 6 âm lịch để cô chú tuổi Kỷ Mùi có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 6, kết thúc vào ngày 29 tháng 6, từ ngày mùng 10 tháng 7 đến ngày mùng 7 tháng 8 dương lịch. Tháng Ất Mùi nạp âm sa trung kim, tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão, hợi thành mộc cục, xung sửu, hình sửu, hại tý, phá tuất, tuyệt sửu. Đối với những người tuổi Kỷ Mùi trong tháng 6 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 7 tháng 6, từ ngày 16 tháng 7 dương lịch, nạp sát, Ất Sửu, nạp âm, hại trung kim. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 7 tháng 6, từ ngày 16 tháng 7 dương lịch, nạp giáp, Ất Sửu, nạp âm, hại trung kim. Thứ hai, ngày âm lịch 19 tháng 6, từ ngày 28 tháng 7 dương lịch, nạp giáp, Đinh Sửu, nạp âm, sản, hạ thủy. Quý vị thân mến, đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Kỷ Mùi tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 6, từ ngày 21 tháng 7 dương lịch, nạp sát, canh ngọ, nạp âm, lộ bằng thổ. Thứ hai, ngày 24 tháng 6 năm 2021, từ ngày 2 tháng 8 năm 2021 dương lịch, nạp giáp, nhâm ngọ, nạp âm, dương liễu mộc. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của cô chú tuổi Kỷ Mùi trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy, ứng dụng và cuộc sống hàng ngày. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.